Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Lô Lô ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang từng bước được cải thiện và nâng cao. Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô năm 2022 tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Lô Lô và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Tỉnh huyện cũng đã quan tâm để đầu tư cho đồng bào dân tộc Lô Lô một cái khu nhà văn hóa để bảo tồn, gìn giữ cái bản sắc văn hóa các cái ngôi nhà của đồng bào Lô Lô. Để tiến tới thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện nhân rộng các cái mô hình, các cái ngôi nhà này để làm sao mà đồng bào dân tộc Lô Lô nhớ được cái cội nguồn của dân tộc. Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô huyện Mèo Vạc có sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và vận động viên đến từ các xã thị trấn của huyện Mèo Vạc và xã Đũng Cú, huyện Đồng Văn. Tại ngày hội đã diễn ra rất nhiều hoạt động đặc sắc như hát dân ca, múa trống đồng, múa kéo nhị, múa trên cây và tái hiện lễ cầu mưa của dân tộc Lô Lô. Tổ chức cái ngày hội văn hóa Lô Lô này dành cho chúng em ấy để cho chúng em được giao lưu và học hỏi các nét văn hóa của nhiều dân tộc Lô Lô trên tỉnh Hà Giang với nhau, và em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và rất là hãnh diện khi cái dân tộc của mình được quan tâm. Trong không khí nhộn nhịp, du khách thập phương đã được hòa mình cùng đồng bào tham gia các hoạt động trải nghiệm về trò chơi dân gian, tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm và nét văn hóa đặc sắc của người Lô Lô. Em rất là bất ngờ khi mà được cái tham dự cái lễ hội văn hóa dân tộc Lô Lô người Lô trải đấy, tại vì bọn em rất là hứng thú với những cái văn hóa ở nơi đây ạ. Và em thấy cái lễ hội này có rất nhiều trò chơi dân gian, và em từ nãy đến giờ bọn em đã đi xung quanh xem ngắm các trò chơi, và bọn em rất muốn được trải nghiệm những trò chơi này ạ. Thông qua ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho thấy đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chăm lo của cấp ủy chính quyền địa phương đến đời sống văn hóa tinh thần của bà con dân tộc Lô Lô nói riêng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung.